Vâng, và hiện tại thì bây giờ đang là buổi tối của ngày 30 tháng 1 năm 2023, và như đã hẹn với mọi người thì buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục lên phân tích ở hai vị trí đường cầu giải đặc biệt cho mọi người tham khảo vào ngày mai là thứ ba của ngày 31 tháng 1. Và trước màn ảnh của chúng ta đó chính là bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay, mình sẽ phân hiểu qua một chút. Ở vị trí giải đặc biệt thì ngày hôm nay có cho mọi người số 79 tiếp tục rơi, đúng không ạ? Ngày hôm qua giải đặc biệt cũng ra số 79 rồi, ngày hôm nay tiếp tục ra 79, chung là đường cầu quạnh khá là ảo. Nhưng mà trên kênh mình ngày hôm nay mình chia sẻ cho anh em ở vị trí đường cầu giữa giải 3 kết hợp với giải 4, chúng ta vẫn chiến thắng được vị trí của tứ thủ đề là con số 79 nhá. Đây, mọi người có thể quay trở lại với cái video mà cầu đề mình đã phân tích cho anh em đây. Đó, mình vẫn đưa cho anh em được cái sự kết hợp của con số 9 là 939 và cặp 979. Anh em có thể là theo dõi lại cái video của buổi tối ngày hôm qua mình chia sẻ. Đó, mình đã đăng tải cho anh em từ buổi tối ngày hôm qua cho ngày hôm nay rồi anh em nhá. Đó, một lần nữa xin chúc mừng tất cả mọi người đã theo dõi trên kênh của mình, chiến thắng được vị trí của tứ thủ đề là con số 79 trong ngày hôm nay. Điểm qua một chút nữa, ở vị trí lô 2 nháy thì ngày hôm nay có chốt mở là số 24. Lô kép thì có chốt mở là số kép 99 này. Ở đầu lô tô thì không có đầu nào là bị cầm cả và nó ra tập trung nhiều nhất ở đầu 2, đầu 7 và đầu 9. Đầu 2 thì có thêm là lô 20, 25 và 29. Đầu 7 thì có thêm là 70, 72 và 78. Cũng như vị trí đầu 9 thì có 91, 95 và 96 cũng như 98 nhá. Ok, thì vừa qua mình có điểm lại cho mọi người một số các điểm nổi bật có bằng kết quả. Và quay trở lại với vấn đề chính cho ngày mai. Thì cái đường cầu đầu tiên mình chia sẻ cho mọi người ở vị trí cầu đề là vị trí đường cầu bóng. Thì để phân tích cho anh em được cái đường cầu này, chúng ta sẽ quay trở lại với vị trí của giải đặc biệt của ba tuần gần nhất, quay trở lại đây. Về vị trí của bóng đầu đề ấy, thì mình sẽ viết sang bên tay trái theo cái hướng mọi người nhìn màn hình. Còn đối với vị trí bóng của đuôi đề thì mình sẽ viết sang bên tay phải. Đầu tiên là ở vị trí đầu đầu đề thì 9, mình xin lỗi là 4 trả cho anh là bóng 9. 9 thì khả năng là ngày mai cái tỷ lệ nó ra hơi bị thấp một chút. Tiếp tục 9 ở đây trả cho anh bóng 4 này. Và 6 trả cho mọi người là bóng 1. Cái đường cầu này ở vị trí đường cầu bóng này ngày hôm nay cũng trả cho chúng ta là vị trí của đuôi đề 9 nhá. Anh em có thể là theo dõi lại video mình phân tích cho em hai đường cầu đề khá là rõ. Rồi bây giờ về vị trí của đuôi đề. 9 ở đây trả cho mọi người là bóng 4 này. 1 trả bóng 6 này. Và 3 trả bóng 8. Bây giờ mọi người kết hợp cho mình giữa đầu và đuôi thì mọi người sẽ có cho mình dàn như sau. Đầu tiên là về với con số 9 thì chúng ta có 949, 969 và 989. Con số 4 kết hợp lên chúng ta có vị trí của kép 44 này, 464 này và 484. Con số 1 thì chúng ta có 141, 161 và 181 anh em nhé. Mọi người có thể lưu lại cho mình. Rồi, về cái vị trí này thì mình cũng có đưa ra cho anh em về vị trí tứ thủ đề. Ở vị trí tứ thủ đề thì mình sẽ gửi đến mọi người hai cặp số sau đây. Cặp số đầu tiên là vị trí của cặp thứ nhất là con số 1, mọi người kết hợp cho mình là 161. Và cặp số thứ hai là cặp 181. Đó. Đây là nhìn nhận trên cái quan điểm của cá nhân mình. Đó, những anh em nào trùng máu kết thì có thể là lưu lại cho mình hai cặp số này. Cụ thể anh có thể là chơi vị trí đề chạm 1 để cho ngày mai cũng khá là sáng mọi người nhé. Ok, anh em lưu lại cho mình vị trí này. Tiếp tục thì mình cũng sẽ gửi đến mọi người một cái đường cầu nữa cho đặc biệt, cũng là chính cái đường cầu mà ngày hôm nay đã trả về chúng ta, là về vị trí của tứ thủ đề là con số 79 ấy. Trên Zalo thì ngày hôm nay chúng ta cũng chiến thắng anh em nhé. Zalo ngày hôm nay thì mình chốt cho anh em cặp song thủ là 2552. Thì cũng khá may mắn nó xuất hiện được con số 25. Nó ra vị trí giải nhì anh em ạ. Ok, rồi anh em đi lại được rồi thì mình sẽ phân tích ở vị trí đường cầu thứ hai này. Đường cầu thứ hai thì chúng ta sẽ quay trở lại với bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay. Đây, mình sẽ phân tích lại cho anh em cái vị trí của đường cầu buổi tối ngày hôm qua mình đã chia sẻ cho anh em nhé. Giải 3 này, mọi người lựa chọn cho mình là hai cái con số vị trí thứ hai và thứ ba của bộ số thứ hai giải 3. Nó là con số 9 và con số 0. Kết hợp với giải 4 thì chúng ta lựa chọn là con số cuối và con số đầu làm trong hai bộ số là thứ 3 và thứ 4 của giải 4 này. Thì nó xuất hiện là con số 3 và con số 7. Đó, thì khi kết hợp với nhau thì con số 9 đây nó kết hợp với con số 3 thì nó sẽ có là 939. Và con số 9 ở đây nó kết hợp với con số 7 ở đây thì nó có phải là có cặp là 979 không? Đó. Thì giải đặc biệt ngày hôm nay nó ra là con số 79, chúng ta cũng có chiến thắng nhá. Và bản thân ngày hôm qua nó ra vị trí của 79 rồi, mình vẫn tiếp tục bắt cho anh em, khá là đường cầu cũng khá là chất lượng đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ phân tích cái đường cầu này như sau này. Giải 3 ở đây chúng ta lựa chọn này. Cái vị trí này chúng ta xuất hiện là con số 1 và con số 4. Rồi xuống giải 4 chúng ta xuất hiện đây là con số 2. Vị trí này xuất hiện con số 9 này.
Bơi một người kết hợp với nhau chúng ta có 1, 2, 1 cho mình này. 1, 9, 1 này. Tiếp tục là 4, 2, 4 này. Và 4, 9, 4. Đó, cái đường cầu này thì nó cũng chỉ trả về cho anh em là 4 cặp tương ứng với dàn 8 số thôi. Không quá nhiều đâu anh em ạ. Đó, mọi người thể lưu lại cho mình nhá. Ok, anh em lưu lại cho mình cái đường cầu thứ hai đi. Chúng là qua hai đường cầu thì nó cũng không có quá là nhiều số đâu. Rồi, đó, anh em đã lưu lại được chưa nhỉ? Ok, thì cũng còn một cái vấn đề nữa mình cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Thì hiện tại những anh em nào mà đang xa bờ, đang thua tha lạ lần, cần mình hỗ trợ về những cái đường cầu kín hơn hay là những cái đường cầu ăn thông dài hơn, mọi người có thể liên hệ trực tiếp đến Zalo cho mình. Thì đến với kênh của mình thì để làm việc tất cả anh em một cách nó hiệu quả nhất ấy, thì mình chỉ dùng một số Zalo thôi là 0379 419 207. Và ngày hôm nay thì trên kênh của mình chia sẻ cho anh em buổi trưa ngày hôm nay là cầu lô, thì mình cũng chia sẻ cho anh em một cặp 252 luôn. Đó thì chúng ta cũng chiến thắng nhá. Rồi thì mình ở trên Zalo ấy thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em thứ nhất là về cầu lô này, cầu xiên và cầu đề. Thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em 100% là phí sau nhá. Và mình sẽ luôn đồng hành cùng em, thứ nhất ở trên kênh, thứ hai trên Zalo. Đó. Ok, và nếu mà không dùng Zalo thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo. Mình xin lỗi là có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho mình đều được. Rồi. Thì vừa qua thì mình đã đi phân tích cho anh em về cầu đề cho ngày mai là ngày 31 của tháng 1 năm 2023 và những cái nhấn mạnh, những cái chú ý riêng. Và thời lượng của video thì cũng như hàng ngày thì mình cũng sẽ kết thúc ở tại đây. Và chúc mọi người buổi tối xem video thật là vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình và người thân. Và cầu lô, cầu xiên mình xin hẹn mọi người ở buổi trưa ngày mai. Ok, chào tất cả anh em nhé.